văn nghệ chủ nhật xin kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn thân mến được mang đến cho quý vị và các bạn những chuyên mục văn hóa ý nghĩa luôn là niềm vinh dự của tất cả chúng tôi những người làm chương trình văn nghệ chủ nhật với sự cố gắng của mình chúng tôi mong muốn được góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của quý vị và các bạn trong những ngày nghỉ cuối tuần và bây giờ mời quý vị và các bạn đón xem chương trình văn nghệ chủ nhật ngày hôm nay Cuộc đấu tranh chống tham nhũng, những thói hư tật xấu trong xã hội hiện nay luôn là nỗi bức xúc của mỗi người. Điều đó được thể hiện rõ trong vở kịch Bóng đen hạnh phúc, câu chuyện xoay quanh một gia đình trí thức trẻ. Nhìn bề ngoài, những tưởng đó là một biểu mẫu của hạnh phúc, nhưng ẩn sâu bên trong đó là sự băng hoại đạo đức vì đồng tiền. Bóng đen hạnh phúc của tác giả Anh Dũng, do nghệ sĩ nhân dân Doãn Hoàng Giang đạo diễn, với sự tham gia của tập thể nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Vụ Mỹ thuật nhiếp ảnh vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi ảnh toàn quốc 2006 với sự có mặt của đông đảo các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và tài năng. Cuộc thi dành cho tất cả các đối tượng người Việt Nam ở trong và ngoài nước thể hiện nhịp sống mới với những biến chuyển và thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập trên mọi lĩnh vực. Ban tổ chức nhận ảnh từ mùng 1 tháng 7 đến 20 tháng 7 năm 2006 tại 38 Cao Bá Quát, Hà Nội. Hội trại ca nhạc và cuộc thi sinh viên thanh lịch là những chương trình quen thuộc của các đoàn thanh niên Việt Nam từ nhiều năm nay. Nhưng đây là lần đầu tiên, sinh viên hai trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam và Trung tâm Đào tạo Chuyên nghiệp Khoa học Sản xuất Địa chất Địa vật lý khu vực phía Bắc tại Hà Nội cùng tham gia những hoạt động này. Qua nhiều phần thi, các giáo sinh đã thể hiện khát vọng tuổi trẻ và họ đều mong muốn trở thành những cô giáo, thầy giáo giỏi trong tương lai, đào tạo những thế hệ học sinh giỏi, chăm ngoan. Chương trình để lại nhiều ấn tượng trong lòng sinh viên sư phạm các tỉnh phía Bắc. Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh đã thực sự tạo được những ấn tượng đẹp cho các đơn vị xuất bản và công chúng. Năm nay hội sách có quy mô rộng hơn, đa dạng hơn, đặc biệt có khu vực dành riêng cho Hiệp hội xuất bản Đông Nam Á và 36 đơn vị nước ngoài. 100 tên sách, 10 triệu ấn bản và 20.000 đầu sách xuất bản trong 2 năm qua đã đưa bạn đọc đến với thế giới của tri thức, của những điều cần tìm tòi, khám phá. Hội sách góp phần khơi gợi một nét đẹp văn hóa.